Cái này là cái gì đấy? Cái này là cái máy tính. Thế còn cái gì chạy trên màn hình đây? Người ta gọi cái này là livestream. Livestream à? Thế cái này có kiếm tiền được không? Nhìn cùi cùi thế này không kiếm được đồng nào đâu. À, thế thôi nhá. Mày cứ đi xuống cái kia xem có gì ăn trộm không. Còn cái này để tao. Đi đi. Đóng cửa vào. Em chào anh à. Anh nào không biết tao là trộm. Tao cũng định ăn trộm cái máy tính này đấy, nhưng mà thấy nó cùi bắp quá. Để xem tài khoản của thằng này có nhiều tiền không. Đủ. Chưa đủ nhét kẽ răng này. Trời ạ. Thằng này làm YouTube kiểu gì đấy? Viber mà để YouTube thế này chết rồi. Chúng mày phải donate cho nó đi. Ở nhà tao cũng phải có máy tính 20 củ rồi. Tao không cần phải ăn cắp cái máy tính này làm gì cả. Tao thì cũng theo dõi thằng này lâu rồi. Tao mới vào được đây chứ, đúng không? Đấy. Mày thấy gì không? Khổ á. Trộm biết Buster Click không á? Buster Click nó là cái gì? Tao sẽ thử livestream ở trên cái kênh này xem viewer của nó như thế nào. Mà cái bật đấy thì phải hay một like sub lại. Tao sẽ thử vào app của nó để xem tao có thể làm gì trong đấy. Đủ, tính ra thằng này cũng có người ủng hộ ấy chứ bộ. Thằng này chơi Minecraft đúng không? Thằng này chơi Minecraft đúng không? À, còn một lời cuối cùng nữa. Thằng nào có tiền Among Us. Tao là trộm. Tao là trộm. Oh thằng nào gọi công an sớm nhỉ? Tao còn chưa kịp làm gì mà. Nào là muốn bạn đấy nhở? Nói tao sẽ cho chúng mày thôi. Trộm chơi game. Đủ. Thằng Blue sang nhanh vậy. What the fuck. Đủ. Anh chụp đợi em với à? Không. Chạy 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 chạy. Mà fuck. Chạy mua thêm cái cúp nhỉ. Mày. Đúng rồi. Anh trụng sạch click gì thế? Nó sẽ auto click. Đúng rồi. Đúng rồi. Phải thế chứ. Trời ơi. Trụng phải biết nắm bắt cơ hội không? Đói. Chưa rớt à? À, rớt rồi. Ôi trời, ui ui, khó khó khó, fuck, chạy 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 chạy. Vang 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 vang, khó 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 khó. Chạy ngược lại. Ui thằng này đuổi, đuổi dai đấy. Chơi quá ghê. Oh shit. Đủ mà khát nước thế nhỉ. Đủ. Đủ. Thôi, răn ta lại kêu luôn. Ui ui. Đủ, căng vậy. Nổ nhỉ. Đấy. Áo nhơi này, đấy chúng ta áo nhơi chưa. Ôi. Ui, what the fuck. Ui, ma đập bục. Ê. Yes sir. Oh yeah. Hết tiền rồi mai đập.
ăn bùa rùa. Dễ thương quá. Dễ thương. Đù thằng này. Tim của hack, tim của hack. Yes sir. Ồ sao cảm ơn mình. Ui. Ui của hack à. Đá vậy. Đủ mày lắc thế. What the fuck. Ui. 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 My fuck. Ít đù. Ui lắc kìa. Nào luôn đó vậy, tao đang chơi game. Cúp đề thằng ăn trộm để chăn về party. Ok. Tao phải giết thằng Blue rồi đã. Đù mà. Tao phải đổi server chơi thôi. Ôi đằng sau nữa. Ôi giời server ôi. Ôi, tôi đi chơi nữa đâu. Server này quá lắc, server này quá khó chơi. Cũng tốt. Đủ, ăn cái đồ gì? Ăn cái đồ gì? Ồ. Ngon. Có đồ gì nữa không? Ngon. Có gì nữa không? Ôi ngon. Thôi, tao không ở đây nữa đâu. Ở đây quá khó. Cái server này nên bán đi. Tao đi ăn chung nhà khác đi. A few moments later. Yo, what the fuck? What the fuck? Xong máy tính mình lại mở Minecraft là thế nào? Có trộm hả mọi người? Chú ơi, trộm nó, trộm mất 40k của tôi rồi á. Chúng trong bữa lấy đủ của chú nữa. Ngon.